Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một cái kho hóa chất khác nữa nha. Kho hóa chất nguy hiểm nha bạn. Kho hóa chất nguy hiểm của Trung Quốc nha bạn. Kho này của Trung Quốc, của nhà máy Trung Quốc nha bạn. Trung Quốc. Cái công viên của Trung Quốc này bạn. Đây là kho hóa chất của nó. Đồ nguy hiểm nha bạn. Trong nó có cảnh báo nè. Nguy hiểm lắm mấy bạn ơi. Quá chất độc hại nha. Quá chất độc hại không lắm. Để ở đây ha. Trong đây thì cũng có bình chữa cháy rồi những cái khẩu khẩu lệnh chữa cháy rồi mà. Đó. Kho hóa chất này cũng như kho hóa chất trước mình giới thiệu các bạn ha. Có cái bản ghi tên hóa chất rồi số lượng ngày nhập kho, ngày hết hạn nha các bạn. Đó thì đây có cái kho này ha. Chất này. Chết người mà nó mà lỡ văng vô mắt hay vô mình nuốt phải là phải xúc ruột, vô mắt là phải rửa mắt nha các bạn. Những hóa chất này là rất là như là chất độc vậy các bạn. Đây mình sẽ giới thiệu cho bạn có một cái gọi là cái bộ phận để rửa mắt nha các bạn. Đây. Thì nó ở ngoài cái kho hóa chất thì nó có một cái đây, những cái hóa chất này hóa chất độc hại nha. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn coi cái chỗ mà nó đây là cấm thuốc, cấm lửa nha bạn. Chỗ mà nó rửa mắt này rồi, lỡ mà hóa chất mà nó bị vô mắt thì mình phải có cái vòi xịt nước để rửa mắt nha bạn. Đây là cái chỗ mà rửa mắt của công nhân mà lỡ có bị hóa chất mà văng vô mắt ấy, mình phải rửa mắt nha bạn. Đây rửa mắt này các bạn, rửa mắt này, đó. Nó hướng dẫn cho mình sử dụng ha, đó. Mình dùng cái này ha, đây, sử dụng đây là cái chỗ là để rửa mắt này, thì mình sẽ phải cái chỗ này là nước xịt lên nè bạn, đẩy tay vô đây ha, tay này, đẩy vô đây. Thì cái vòi nước này sẽ xịt lên nha bạn. Đây là cái nha, mình đẩy thử cho bạn coi nha. Đẩy này, nước xịt lên ha. Cái này là mình đẩy nhẹ ha, nước ha. Nó sẽ xịt mạnh lên, mình đẩy cái mặt vô thì nó sẽ rửa mắt nha bạn. Rửa mắt mình rửa 15 phút nha bạn. Để quy định là phải rửa 15 phút, để mắt mình trong cái vòi nước này 15 phút cho nó rửa sạch hóa chất ra nha bạn. Thì mới được đó. Coi cái hình này. Đó. Nó xịt lên thì rửa mắt nha. Là 15 phút nè, các bạn coi cái đồng hồ nữa ha. Đó. Ít nhất là 15 phút nha các bạn. Đó. Đó và nó có hướng dẫn đó không? Lấy cái tay đẩy vô này các bạn. Đây đẩy vô ha, nước xịt lên ha. Rồi cái này thì là cái này chỉ là cái vòi sen thôi, mình tắm thôi các bạn. Thì ở ngoài cái chỗ mà cái kho hóa chất nữa các bạn. Đây có hai kho hóa chất nha các bạn. Thì như mình đã giới thiệu với bạn cái kho hóa chất này rồi ha. Hóa chất nguy hiểm nè, hai kho. Đây là kho này. Kho hóa chất nguy hiểm ha. Đó, nó có những cái thiết bị chữa cháy, phòng cháy đồ hết ha các bạn. Đó, còn ở bên đây một kho nữa các bạn. Kho hóa chất nhiễm chất cực kỳ nguy hiểm ha. Nó chỉ cần quăng vô mắt hoặc là mình vô tình mình nuốt phải ha, xúc ruột ha. Uống nước thật nhiều ha. Nuốt phải là phải mình phải không được nôn móc họng cho nó ói ra, nhưng mà mình phải uống nước thật nhiều ha, xong rồi ra báo với cái y tế của công ty sẽ chở mình đi xúc ruột các bạn.
xúc ruột nha. Hóa chất này rất độc hại, nguy hiểm nha bạn. Bởi vậy mình vô cái kho hóa chất thì mình phải đeo khẩu trang ha, có bảo hộ lao động ha bạn. Đó, các bạn nhìn thấy vậy thôi, nhưng mà mình nếu mà mình làm đổ văng ra thì nó rất là nguy hiểm nha. Đó. Rồi mình quay sơ cái xưởng sản xuất giày cho mấy bạn coi ha. Đây là cái khuôn viên ở ngoài thôi mà, ngoài này. Đó, thì rất là rộng luôn các bạn, có nhất nhiều kho xưởng ha, mà kho xưởng ha, rồi khu cái chút xá của mấy hàng Trung Quốc này ở đây, chỗ đang dùng lớn, đang dùng lớn thì ở cái chỗ này là cái chút xá ngay chỗ cái bồn nước, có cái bồn nước năng lượng mặt trời ấy. Kiến trúc xá của thằng Trung Quốc ở đó nha bạn. Ở đây là cái kho ha, khu trộn lửa này, ngay chỗ này là khu trộn lửa của Minh Sơn đó bạn. Kế bên cái bục kia, cái bục cao cao đó, có cái bục lên đó, là cái bục đó cho xe container đó, nó về đích vô đó rồi xe năng nó chạy lên container, nó dời hàng ra các bạn. Thì ở đây nó có cái máy trộn liệu clear nè bạn, hút vào cái bột nè, những cái bột đó rất là nguy hiểm nè. Mình sẽ làm một cái video khác để mình giới thiệu cái bột đó cho mấy bạn ha. Bột nó rất là nhuyễn, y như hơi heroin các bạn, bay trong không khí, mình không cần hít vô, cái chỉ cần là mình đi ngang nó thôi, nó bay vô mũi, vô phổi mình à, rất là mổ phổi luôn các bạn. Làm lâu nó rất là độc hại ha, rất là độc hại đó. Thì nay giới thiệu cho các bạn coi cái thiết bị rửa mắt ha. Thì rửa mắt rồi cái kho quá chắc ha bạn. Đó, đây mình quay lại cái thiết bị mà để rửa mắt này bạn. Đó, nó thiết bị nó có hai cái bạn, đây một cái, rồi phía xa phía xa xa đây mình zoom lên cho bạn coi xa xa này. Phía xa ngay chỗ mình zoom đó, zoom lên ở đó có một cái nữa là màu vàng các bạn. Đó, khoảng cách là khoảng chừng 50 mét các bạn, cách khoảng 50 mét, đặt một cái bồn rửa mắt như đây bạn. Đây bồn rửa mắt nha, có hai cái vòi phục sinh xịt nước lên ha, để mặt vô để rửa mắt nha bạn. Này là để nước đây, cái xịt xuống hướng dẫn nha bạn, lúc mỗi công nhân vô làm thì đều có hướng dẫn những cái này để cho công nhân biết mà xử lý tình huống mà quá chất quăng vô mắt ha bạn. Hoặc là mình vô ý vô tình hay mà mình nuốt phải hóa chất ha bạn, nuốt phải hóa chất thì rất là nguy hiểm ha, phải uống thật nhiều nước và lên phòng y tế để mà chở đi mà xúc ruột ha bạn, xúc cái ruột mình ra ha. Đó, thì mình cho mấy bạn coi sơ lại cái phòng hóa chất ha, phòng hóa chất. Chất này, cái hóa chất mà rất là nguy hiểm, độc hại các bạn. Đó, nó có những cái thiết bị này vô mũi nha bạn, bịt vô mũi nha bạn. Đây là cái thiết bị mà để mình bịt vô mũi các bạn, Trung Quốc các bạn, đang là tiếng Trung. Đây, đeo cái này vô ha. Đeo cái này mình bịt vô mũi nha bạn. Đó. Thì này nó đơn giản vậy thôi các bạn. Ở cái lớp này lớp để cách bụi các bạn. Đây. Cái này bịt vô mũi nè. Treo qua đây nha bạn. Treo lên cho mình ha. Xài. Đây là khẩu trang các bạn. Khẩu trang mà.
trang của mình ha. Đó mình xài ha, khẩu trang, cái đồ bịt mũi ha, tất cả những cái loại hóa chất này ha đều rất là nguy hiểm cho mắt, chứ mình nuốt phải thì cũng rất là nguy hiểm ha bạn. Rồi mình sẽ làm video tiếp theo để cho các bạn coi cái bột ha bạn, cái bột rất là nhuyễn này mình. Rồi, xin chào các bạn nha.